Chị ơi, chị nhìn vào hình. Xin chào tất cả chị em. Sẽ anh chuẩn bị thay đổi cho một bà chị có một cái khuôn mặt mà hầu như là chị em phụ nữ cũng đang rất nhiều bị như vậy. Bị tròn, khuôn mặt tròn và hơi mập một chút. Có thể là tuổi trẻ hay là tuổi thanh xuân thì chị rất là eo ót đẹp, nhưng mà qua sinh nở thì chị em phụ nữ là thường là mất kiểm soát thành như này, đúng không? Thế ngày xưa mà tuổi chị thanh niên rồi, ba mẹ bỉm sữa. Ngày xưa mà chị chưa lấy chồng thì có eo ót không? Eo ót. Đẹp đúng không? Đấy, em biết mà, bởi vì có đẹp thì anh là chị mới tán chị. Đấy, rất nhiều chị em phụ nữ là mẹ bỉm sữa, sau khi sinh nở xong thì đã bị mất kiểm soát, đã bị tròn và nhiều khi muốn trở lại tuổi thanh xuân thì cũng khá là khó. Thì đây, một bà chị khuôn mặt cũng giống rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải và thường hỏi xinh anh là mặt tròn thì để kiểu gì? Mặt tròn nhưng mà tóc lại mỏng. Đấy, thì thường là đẻ xong thì tóc bị rụng, đâm ra là cái chuyện mỏng thì là chuyện quá bình thường, đúng không chị? Đúng rồi. Chuyện mỏng là quá bình thường luôn. Đâm ra rất nhiều chị em phụ nữ là tóc mỏng thì thường hỏi là anh xinh anh ơi, thế bây giờ tóc em bị rụng thì làm như thế nào? Đấy, đặc biệt những chị em mà mới sinh xong thì xem khuyên nó là do cơ địa của mỗi người và nó là do cơ địa, không có nhiều thuốc nào có thể chữa khỏi được. Đâm ra là các bạn đừng quá bận tâm tóc rụng rồi tóc lại mọc, đâm ra không sao cả. Đấy. Và thường là những cái bạn nào khuôn mặt tròn mà tóc mà lại bị rụng nữa, lại mỏng nữa, thì xem anh nghĩ là chỉ qua sinh anh thôi thì sinh anh sẽ làm được cái việc là vừa khuôn mặt thon gọn lại mà vừa tóc sẽ dày lên. Thì đây, xem sẽ thay đổi cho một bà chị mà chị có bảo là chị làm ở bên sinh anh mấy lần rồi chị? Chị làm 3 năm rồi. 3 năm rồi nhưng đã bao giờ được sinh anh cắt chưa? Chưa, hôm nay mới gặp chú đây. Đấy, xem anh bảo là hôm nay thật sự là có duyên. Chị ra cổng là bước chân phải và gặp phải người đàn ông đẹp dai, đâm ra là gặp được sinh anh. Xem anh sẽ thay đổi cho chị. Rồi, ok, thay đổi. Các bạn nào mà có đặt câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi luôn nhé, thì xem sẽ thay đổi cho bà chị này. Đây, thì thật ra thì tâm lý những chị em tầm 35 tuổi thì lại thích trẻ. Đấy, đặc biệt mới sinh xong thì cũng lại thích trẻ. Tiếp theo nữa là đang nuôi con mọn thì lại thích để làm sao mà cái kiểu nào nó dễ chăm sóc. Đấy, không có cầu kỳ gì cả, bởi vì là còn phải giặt giũ quần áo cơm nước rồi con cái, đâm ra là rất là bận. Tiếp theo nữa là đối với tóc lại mỏng nữa thì qua đây xem cái tư vấn luôn. Đầu tiên, tóc chị mỏng thì để dài lên thì nó không có hợp lý. Đấy, mà nếu mà cứ để dài như này mà làm xoăn thì nó sẽ bị già. Đâm ra là chị sẽ lên cắt ngắn đi, sau đó phồng chân lên và làm cụp thôi. Sáng ra cái là nó cụp luôn nào rồi, cực kỳ trẻ trung luôn. Vừa rồi xem anh tư vấn cho chị như thế, thì những bạn nào cũng bị như vậy thì xem anh khuyên là cứ làm theo lời chị này là sẽ ok thôi. Khuôn mặt to rồi là tuổi tầm 35 mà muốn trẻ xuống 18 thì cứ làm như này thôi. Thì đây chỉ 10 giây thôi là đẹp. Các bạn đếm giây, đếm giờ đi. Xem anh sẽ 10 giây bắt đầu. 1. Cắt. Đây nhé. Cho nó trẻ luôn đi chị ạ. Cứ cắt ngắn là trẻ thôi. Bởi vì là tại sao sinh anh hay live stream kiểu tóc ngắn này? Bởi vì là cái kiểu tóc ngắn này cực kỳ trẻ. Có những bạn này xem chán rồi lại bảo chứ sinh anh không còn kiểu khác à? Sinh anh có rất nhiều kiểu, nhưng cái quan trọng là cái mà sinh anh muốn cắt ngắn muốn live stream tóc ngắn này nhiều, bởi vì sinh anh muốn gửi thông điệp cho rất nhiều chị em phụ nữ mà để tóc dài cả đời rồi nhưng mà chưa bao giờ cắt ngắn bao giờ cả. Thì khi xem anh live stream nhiều thì các bạn sẽ bị kích thích. Đấy, bởi vì là xem 1-2 lần rồi thì cũng phải nhìn, cũng phải thích chứ. Có thể mới đầu các bạn nhìn thì lần đầu thì các bạn cảm thấy rằng là hoang mang và ê không được, dài đẹp chứ. Nhưng mà khi các bạn xem xinh anh live stream khoảng độ tầm 3 lần rồi thì các bạn bảo ô thôi cắt đi, để làm gì. Mình thấy là bạn này live stream 3 người liền rồi, mình thấy khá là đẹp, thôi cắt thôi. Đấy.
Thì cái thông điệp của Sinh Anh muốn gửi cho tất cả mọi người là tại sao Sinh Anh livestream nhiều như vậy? Bởi vì là Sinh Anh muốn gửi thông điệp cho tất cả những chị em phụ nữ mà chưa từng thay đổi bao giờ thì nên thay đổi một lần trong đời. Chị nhỉ? Sau khi cắt xong thì chị, nếu mà thường là cắt tóc ngắn thì các chị cảm thấy nó cái nhẹ nhõm hơn đúng không? Và cảm thấy gọn gàng hơn. Còn gì nữa không? Nói chung là chị thấy trẻ ra. Trẻ da đúng không? Đấy. Tóc dài cũng khá là đẹp nhưng mà xem nghĩ là nó tùy theo thôi. Nếu giả sử những bạn nào mà mới sinh xong mà lại còn cảm thấy không tự tin vào khuôn mặt thì xem nghĩ là tóc ngắn nó sẽ kéo lại được cái tuổi thanh xuân của những chị em đó. Đây chỉ 10 phút thôi là nhìn nó đã cảm thấy rằng nó đã khác rồi. Đấy. Nhìn nó khác rồi. Xem chỉ cắt qua thôi, tí nữa còn phải cắt lại tỉ mỉ còn chán. Nhìn nó đã khác rồi, chị nhìn ở đây, nhìn nó thay đổi cực kỳ luôn. Tôi suy nghĩ là các bạn nếu muốn thay đổi thực sự thì chỉ có tóc ngắn nó sẽ đẹp thôi. Còn nếu các bạn mà muốn tóc dài thì cứ qua bên Sinh Anh, kiểu gì cũng đẹp hết. Chị thấy bên em làm dài xoăn cũng đẹp mà. Hôm chị lên đây chị làm mà chị thấy có một bạn làm xoăn dài đến tận lưng ấy. Ui đẹp dã man luôn, à? Đẹp lắm. Thế lúc đấy chị có bao giờ nghĩ là thôi mình sẽ để tóc dài sau đó mình sẽ làm đây, kiểu này đây đây đang nuôi tóc dài đây xong rồi hồi nản hôm qua xem ra rồi thôi thì cắt hôm nay quyết định cắt đấy. Có rất nhiều chị em phụ nữ cũng vì là như vậy đam mê một cái gì đó sau đó rồi là khẽ cố gắng nhưng mà cuối cùng lại không có động lực không, hoặc là nhiều chị em là để tóc dài được rồi, được để tóc dài mất mấy năm rồi nhưng mà đến cái lúc đó thì cái tóc dài nó lại không phải là mốt nữa, đâm ra là nhiều chị em bảo ui phí thế quá, phí cái thời gian mình để tóc dài quá. Đâm ra là xem nghĩ là đối với Sinh Anh nghĩ thì quan điểm của Sinh Anh là mái tóc gì nó cứ hợp với mặt là đẹp thôi. Đấy, nó cứ làm cho mình trẻ ra. Và chị nghĩ là lên Sinh Anh là nơi tin tưởng nhất để gửi gắm. Chẳng là chị làm ở đây lâu rồi nhưng mà chị cũng có nhiều người đi nơi khác về bạn chị. Nhưng mà cắt chị chẳng thấy đẹp, chẳng ưng. Và chị dẫn mọi người lên đây thì mọi người đều vậy, theo ở đây luôn. Vâng, cảm ơn chị. Chẳng đi chỗ khác. Thế là hôm nay, đợt đấy thấy bạn đấy, bạn đi làm tóc dài đẹp quá. Thế bảo thôi mình cũng nuôi tóc dài để làm như thế. À, để làm như thế ừ. Nhưng mà đến lúc chị nuôi xong rồi ấy, thì cái kiểu đấy nó hết mốt mất rồi. Bởi vì là có nhiều người bị cái kiểu như thế rồi. Đâm ra là chị có đừng có kiểu như thế. Mình cứ đẹp mà mình trẻ mình xài luôn. Chứ mình chịu xấu làm sao được mấy năm trời được. Chị hiểu không? Mà biết nó có chắc ăn hay không. Hay đến lúc đấy thì nó lại thành quá khứ mất rồi. Thế tốt nhất ý, các chị cứ trẻ là ngả chơi nhá. Chị nghe lời em đi, trẻ chung cho nó sướng nhỉ. Đúng không? Lại có duyên đấy. Lại có duyên mới gặp chú đấy. Vâng. Chị là được mấy cháu rồi? Chị ba cháu rồi. Ui ba cháu rồi ạ. Thế này phải trẻ gấp thôi. Chị không thể để thế này được. Phải trẻ gấp thôi. Đây mọi người đây. Xe anh khẽ là vào nhá. Là qua vào để cho mọi người hình dung cái kiểu của Sinh Anh nhá. Khẽ là qua vào nhá. Sau đó thì tí nữa xe anh sẽ làm thật cho chị. Nên là qua thôi để mọi người hình dung. Đối với kiểu này thì xe nghĩ chỉ cần làm cụt thôi, không cần gì cả. Chị ăn sáng chưa? Chị ăn rồi. Là qua vào nhé. Cháu dập phòng đi. Không cần ngôi đâu, cháu cứ dọc vào bên mé, ngôi mé. Cháu nhanh nhào rồi. Mọi người cứ hỏi đi nhé, xem sẽ trả lời mọi người rồi. Không được cắt đâu, như thế
rất nhiều câu hỏi. Chỉ làm qua thôi, tí nữa chúng ta phải tiến hành làm thật cơ nó mới đẹp cơ nhé. Đây, một bà chị đây khuôn mặt khá là tròn luôn, có rất nhiều chị em phụ nữ là nghĩ là khuôn mặt tròn này sẽ không để được, tóc ngắn mà chị này chị để nhiều rồi có vấn đề gì đâu đúng không, đúng mỗi lần để thì lại cứ thấy mình trẻ ra, đẹp mà trẻ hơn mà. Vâng đấy, đây đấy, cứ mỗi lần để thì lại thấy trẻ ra chứ có chết ai đâu đúng không. Có nhiều chị em sợ, ôi dồi ôi khuôn mặt ngắn này à, sợ lắm biết có hợp hay không, rồi lọ kia đấy. Đấy mọi người nhìn đi này, đấy cứ thấy để thì lại thấy trẻ và đẹp ra thì có vấn đề gì đâu đúng không. Chăm sóc rất dễ luôn, đặc biệt những chị em mà có con ngọn, sáng ra là chỉ cần đứng dậy cái là ngồi dậy cái là tóc đã đẹp sẵn rồi đấy. Cực kỳ ok luôn, tóc mỏng mái dài đấy. Mọi người nhìn đi, cái xe nghĩ là cực kỳ ok luôn đây. Quay đây, đây. Nhờ, chị nhờ. Thế này tội gì mà cứ dài dài để làm cái gì, đúng không chị? Nhờ, dài để làm gì chứ nhỉ? Phải không bà chị? Phải. Chị cảm nghĩ thế nào? Chị thấy đẹp mà. Đẹp trẻ đúng không? Ra. Trẻ ra đúng không? Nhờ. Chăm sóc thì dễ không? Không phải là cái tóc ngắn là mặt tròn nó không để được tóc ngắn đâu. Đây, mặt chị rất là tròn đấy. Tròn mà. Mà chị chuyên để tóc ngắn. Vẫn để tóc ngắn mà, có sao đâu. Kể ngắn nữa cũng được mà. Có vấn đề gì đâu nhỉ. Tém được mà. Đâu xem câu hỏi của mọi người đặt ra câu hỏi là đấy mọi người chưa. Xem nghĩ là cái có rất nhiều chị em tập lưỡi và tự tin thôi, chắc chắn rồi. Nhìn cái kiểu này thì kích thích cưng kinh khủng luôn. Những chị em nào mà giống kiểu này kích thích cực kỳ luôn. Đối với kiểu này xem nhắc lại, có rất nhiều chị có rất nhiều em hỏi, thế mẹ em 60 tuổi đẻ được không? Thế xem anh bảo đẻ được. Thế bạn comment luôn bảo thế chờ mẹ, đưa mẹ em qua nhé, đưa qua cắt phát mẹ trẻ ngang con luôn. Sinh anh nói luôn là bên sinh anh là cắt tóc làm cả bà già nhé, làm tất luôn như kiểu gì cũng làm được. Có nhiều chị em là hỏi bảo ô thế bên anh này em thấy toàn làm trẻ, thế vậy thì bà già có làm được không? Nhưng sinh anh nhắc lại là làm tất luôn, cái gì cũng làm được. Sinh anh làm trẻ thì dễ chứ làm già cực kỳ khó luôn, đâm ra là bà già mà đến sinh anh là thành trẻ là ngang con luôn. Kim hiền nê nhuộm và cắt thì giá bao nhiêu? Ui rẻ lắm em ơi, rẻ quá, rẻ luôn nhá, rẻ cực kỳ luôn. Rồi ok nhá, rồi chị chào mọi người đi để em tóc này chị chào các bạn nhá. Rồi chị cứ ngồi đây đi, chị ngồi đây đi.